Dạ con chào mọi người, con tên là Nhân Lê, cho con đại diện cho giới trẻ. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 được biết tới với tên gọi là tháng 4 đen, là ngày chiến đấu anh dũng nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Những người đã đi trước hy sinh chiến đấu cho dân trên nước dân chủ. Cuộc chiến này đã để lại biết bao nhiêu thiệt mạng cho cả hai bên, bao nhiêu người vượt biên đã tìm tự do, nhiều gia đình phải ly tán, nhiều người thiệt mạng trên đường và hàng ngàn người chật vật vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong vòng 22 năm qua, cộng đồng người Việt có mặt khắp nơi trên nước Mỹ, Pháp, Canada, Đức và Úc, và đặc biệt nhất là ở Lý Đô Sài Gòn, là nơi thủ đô của người Việt tị nạn. Những người vượt biên ấy được biết đến như thuyền nhân và rời bỏ quê hương vì cuộc sống tốt đẹp hơn. Có những con người ở lại phải chịu đựng chế độ độc tài của Cộng sản suốt bao năm qua. Và mỗi khi đến ngày này, họ lại đau lòng trong một thời đã qua. Là một người trẻ, em nghĩ người lớn nên chia sẻ thêm cho các em nhỏ về 30 tháng 4, còn hoặc có thể gọi là tháng 4 đen, để các em được biết hiểu thêm về ý nghĩa của người Việt trên đất Mỹ. Và em xin cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức cái ngày lễ tưởng niệm quốc hận, để giới trẻ được biết thêm về nguồn gốc của chúng ta trên mảnh đất này. Cảm ơn các bạn nhau. Dạ, kính chào quý bác, các vị quan khách, các cô chú và quý đồng hương. 44 năm trước, không những người dân Việt Nam đã mất tự do, mà nhân loại cũng mất tự do luôn. Đời sống đã thay đổi cho mọi người còn bị kẹt lại ở Việt Nam, và cho các người tị nạn đã bỏ nhà và bỏ quê hương duy nhất của họ. Không ai có thể tưởng tượng được rằng họ phải quyết định bỏ nước để đi sống ở nơi xa xứ lạ. Việt Nam không những là một đất nước để cho người dân sinh sống. Việt Nam là nơi của ông bà, cha mẹ đã sống và đã chết. Việt Nam là nơi tổ tiên được con cháu tưởng nhớ và thờ cúng những người đã khuất. Bao nhiêu người đã khó lòng mà phải quyết định giữa một nơi mà tổ tiên đã phù hộ con cháu, hoặc sống dưới ác kinh hoảng của Đảng Cộng sản và mất tự do. Nếu ngẫm cho thật kỹ thì quý vị sẽ nhận ra là sự giải quyết này thật là khó khăn cho mọi người. Tình huống này đã tồi tệ đến mức độ này. Trong khi nhiều người đã trốn thoát quê hương trước Sài Gòn sụp đổ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, còn quá nhiều người còn lại vì một, họ không có phương tiện, hoặc hai, họ tưởng là hoàn cảnh này sẽ cải thiện. Đối với những người như chúng ta mà được sống ở Hoa Kỳ, có thể là chúng ta không quan tâm nhiều về vị ngọt của tự do mà mình đang hưởng, mà đến nỗi mà chúng ta và con cháu chúng ta đã quên những khó khăn mà những người đến trước chúng ta đã trải qua. Chúng ta đã mất nước vào tay của Cộng sản, nhưng chúng ta chưa mất tinh thần của Việt Nam. Những gì mà đã mất thì chúng ta có thể tìm lại, nhưng tìm kiếm những thứ mà mình đã mất thì chúng ta phải đoàn kết với nhau để giành lại những gì là của chúng ta, kẻo quá muộn. Trước khi Trung Cộng lấy nước, hay là trước khi thế hệ sau quên thời, Việt Nam còn tự do và nhân quyền. Tôi đại diện cho giới trẻ và thế hệ người Mỹ gốc Việt kế tiếp. Chúng ta không nên quên lịch sử của ta. Quên lịch sử là quên nguồn gốc con người Việt Nam. Một cái cây mà không có rễ không thể sống được. Hay lắm. Và nó sẽ chết. Tôi khuyên với những ai mà đã chịu đau khổ dưới tay Cộng sản, hãy chia sẻ những kinh nghiệm và chuyện xưa với con cháu. Tôi biết rằng nhớ lại những ký ức khủng khiếp này sẽ rất khó và đau đớn, nhưng cơ hội này rất quan trọng cho sự tồn tại của người dân, văn hóa và quê hương mến yêu Việt Nam. Tôi khuyên với các tuổi trẻ nên tự hào là người Việt Nam.
và học thêm về cha mẹ và ông bà. Hãy biết thêm về những sự hy sinh của họ để qua Mỹ và qua hải ngoại để sống. Tôi bảo đảm là các bạn sẽ khám phá ra rằng những siêu anh hùng trong các phim hành động mà các bạn đã mến mộ không thể so sánh bằng những siêu anh hùng đang hiện tại nuôi dưỡng các bạn từ khi mới ra đời tại nhà. Hay lắm. Và tôi xin phát biểu bằng tiếng Anh cho các em mà không rành tiếng Anh ở nhà để hiểu biết về 30 tháng 4. 44 years ago, not only did Vietnamese people lose their freedom, humanity also lost its freedom. Life was never the same anymore for anyone still living in Vietnam and for those who escaped from the only home they ever knew. No one could have imagined that they would have to make that decision to leave their country. Vietnam isn't just a nation where people live. Vietnam is where one's ancestors lived and are buried. Vietnam is where our ancestors are remembered and venerated. So many people found it difficult to decide whether they wanted to live where their ancestors would watch over them or suffer under the heavy yoke of communism and lose all freedom. If you think about it, you will realize that this was a truly difficult decision to make. That's just how bad the situation was. While many left in time before the fall of Saigon on April 30th, 1975, there were others who stayed either because they didn't have the means or they thought that things would get better. For those of us lucky enough to live here in the United States, the sweet taste of freedom has been taken for granted to the point where we have forgotten the struggles that our parents and grandparents endured. We may have lost the land to communists, but we have not lost the spirit of Vietnam. What is lost can one day be found again. But finding it means that we must unite in a joint effort to claim what is rightfully ours before it is too late, before China steals it away, before another generation forgets our history of freedom forever. I stand here representing the next generation of Vietnamese Americans. We cannot forget our history. To forget our history means that we forget who we are. A tree without roots cannot live. It will die. I encourage the older generation that lived through the loss of freedom to share their stories with their children and grandchildren. I know reliving these memories will be hard, but it is vital for the survival of our people, our culture, and our homeland, Vietnam. I encourage the young generation to embrace your identity as Vietnamese people and to learn more about your parents and grandparents. Learn about their struggles and sacrifices to come to America. I guarantee that you will discover that the superheroes that you have admired on the movie screen will not compare to the superheroes that live in your homes right now. Cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn hai phần phát biểu nữa và sau đó sẽ là phần thắp nến, xin quý vị ở lại cho tới lúc 9 giờ. Và bây giờ, thưa quý vị, chúng tôi xin được mời phần phát biểu của quý vị. Đó là kỹ sư.